Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ phát động phong trào ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức ngày 17 tháng 3 năm 2020. Sáng nay, 15 tháng 4, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cùng Ban Tổng thư ký và đại diện Công đoàn Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao số tiền 500 triệu đồng. Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cho biết, thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đóng góp số tiền 500 triệu đồng tới quỹ phòng chống dịch Covid-19. Đây là tấm lòng của những người làm bóng đá. Với mong muốn góp thêm nguồn lực vào công cuộc phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn cũng chia sẻ thêm, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam mà đứng đầu là Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Lê Khánh Hải đã chỉ đạo các cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19. Hiện tại, tất cả các hoạt động bóng đá trong nước cũng đang tạm dừng. Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã cảm ơn và hoan nghênh Liên đoàn bóng đá Việt Nam khi tích cực tham gia ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết rất ấn tượng về những hoạt động và kết quả Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, các đội tuyển bóng đá nam, nữ luôn có thứ hạng cao tại khu vực cũng như châu lục mong liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục đoàn kết thống nhất để tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam phát triển xứng tầm với tình yêu của người dân Việt Nam chúc các thành viên trong liên đoàn bóng đá Việt Nam sức khỏe Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn chia sẻ trong thời gian qua liên đoàn bóng đá Việt Nam đã tích cực tham gia các hoạt động khác cùng cộng đồng trong việc phòng chống dịch Covid-19 như phát động thử thách rửa tay đúng cách với sự tham gia của hlv Park Hang-seo cùng các tuyển thủ Công đoàn Văn phòng Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã kêu gọi các công đoàn viên nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động.